chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc đang chuẩn bị giao cái ghế dây này về Củ Chi nhé mọi người. Thì cái ghế dây này ấy, bình thường ấy bạn đặt ấy, Mộc giao toàn quốc được hết, là giao từ Huế tới Cà Mau nhá. Cái ghế dây này thì chất liệu gỗ sồi, giá là 1,7 triệu một cái, chất liệu gỗ sồi 100% nhé. Và cái loại này thì cái thiết kế nan của nó nên nhỏ và cái dàn ghế của nó rất là nghệ. Nếu mà nó nghệ sâu ấy thì nó còn nghệ sâu hơn cái ghế gốm tam xe nữa nha mọi người. Đấy thì mọi người để cứ bình thường như vậy. Nhiều người thì sợ cái bán xe chạy, nhưng mà cái bán xe mà bạn cứ ngồi bình thường như vậy nó không bao giờ nó chạy đâu nhá. Trừ khi bạn ủn đi vậy này. Bạn ủn đi thì nó mới chạy thôi, chứ bình thường bạn cứ nằm lên như vậy này, nó không bao giờ nó chạy nha. Còn cái ghế này là khu làng nghề Mộc sản xuất nha mọi người, nên giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1,7 triệu một cái. Và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km nha. Về thiết kế đằng sau thì mọi người thấy là thiết kế 3 dây. Đấy, ở khu làng nghề Mộc thì chở ghế hay chở đi như thế này nha mọi người. Đấy, vận chuyển hàng hóa ở trong khu làng nghề ấy. Thì nhắc lại là cái ghế này, đây ghế thiết kế 3 dây và cái nền nó là nền nhỏ, nên bạn ngồi vô rất là thoải mái và rất là êm. Và gỗ này là gỗ tự nhiên 100% nha. Thì cái loại này gỗ sồi là 1,7 triệu, như Mộc có bán cái loại mà gỗ chèm ấy thì 1,1 triệu. Nhưng mà nếu mà bạn có điều kiện thì bạn cứ xài cái loại gỗ sồi này thì nó tốt hơn. Nó còn tốt hơn loại gỗ căm xe luôn nha mọi người. Bởi vì cái ghế này nó sơn rất là sạch, nó sơn đằng trước đằng sau. Và cái chất liệu của gỗ nó không phải là quá cứng, nhưng mà nó thuộc dạng gỗ tốt. Và gỗ nó có sấy và xử lý rồi, nên bạn ngồi sử dụng cái này thì trong vòng khoảng cỡ 15 đến 20 năm là vô tư nha. Và hôm bữa thì Mộc có giao cái ghế này là giao đi 5 cái cho bên Đài Loan. Nhưng mà không phải Mộc giao đi nha mọi người, khách của Mộc mua hàng của Mộc để giao đi Đài Loan thôi nha. Và chất liệu của cái này cũng là gỗ sồi màu, thì sồi màu, gỗ sồi nó có hai loại. Thì một loại thì Mộc sơn màu đỏ như thế này, còn loại kia thì màu gỗ tự nhiên của nó thì là màu trắng. Thì tùy theo cái nhu cầu của bạn thích cái màu nào thì bạn có thể đặt Mộc và Mộc giao cho mọi người thôi nha. Đó, và cái ghế này nhẹ lên nhẹ xuống cực kỳ thoải mái luôn. Và cái ghế này là cái ghế của nhà Mộc sử dụng nha mọi người. Nhà Mộc xài cũng để một cái như vậy trong phòng khách ấy, nằm coi tivi hay cho mấy đứa nhóc nó ngồi nó chơi. Và mọi người để ý cái gỗ này thì nó sơn đằng trước đằng sau nè. Thì mọi người nhìn ấy thì mọi người tưởng cái màu này là màu thiệt của nó, nhưng mà thực ra không phải nha mọi người. Cái màu thực chất của nó là cái màu nó là màu trắng. Để cho mọi người coi cái vết chảy gỗ đây nè. Đó, cái màu tự nhiên của nó là màu trắng như cái màu lúc ban đầu mà Mộc quay cho mọi người ấy. Cái màu đó là màu tự nhiên. Còn cái màu này thì là màu mình sơn lên thôi. Mình thích cái màu nào thì mình sơn lên cho cái đi hợp với cái tông màu nhẹ thì cho nó đẹp hơn á. Và thiết kế của nó cũng là thiết kế 3 dây luôn. Và nằm ngả ra rất là sâu mọi người. Nằm rất là thẳng lưng luôn. Nếu mà mọi người mua thường cái ghế mà người ta làm ăn bớt ấy, thì người nó sẽ không ngồi, nó không có thẳng lưng. Và nữa là nó cứ khom khom, và nữa là các nét sơn chạm thì được không, chè không có sạch. Cái loại này là sơn chè rất là sạch luôn. Và giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Và cái ghế nhà Mộc xài thì nó bị chày ra nhá. Đó. Nhưng mà nếu mà bạn thích mà xài mà nó đỡ bị chày xước thì mọi người có thể sử dụng cái màu tự nhiên của nó là màu trắng. Còn cái loại mà sơn phủ màu như thế này ấy, xài thì nó dễ bị chày hơn. Đó. Thì để cái ở trong nhà ấy thì đây nha. Đó, trong nhà thì nằm ấy thì cái màu nó sẽ sậm hơn một chút. Và khi mà bạn nhẹ ra thì bạn để ý cái tựa lưng sau nó nhẹ nha, không thôi nó vài đập lung tung hay là có người đằng sau á. Đó, nằm coi tivi rất là thoải mái luôn. Con tên là sao? Nói đi. Mọi người nhớ mua ủng hộ chú của con này, chúng con có tiền mua sữa cho con nhé. Con em là bị sổ mũi rồi nè, cũng biết đến nơi rồi nè. Để cho mọi người coi cái ghế này là ghế dây gỗ sồi nha mọi người. Và cái ghế dây này thì thay vì cái màu trắng của nó thì cái ghế dây này là mình sơn màu đỏ thôi. Cái mẫu này thì nhà Mộc đang xài nha. Xài thằng này xài 15-20 năm chẳng bao giờ nó hư đâu nha mọi người. Nè bật nè. Đấy, xài bật quậy thoải mái nha mọi người, nằm ngủ trưa mua đồ quán được ngon lành. Rồi sao chào mọi người đi.
Chào người. Con đây là sâu. What?